trong tập 2 này, các bạn hãy cùng mình khám phá nốt địa đạo Bến Bình và địa đạo Bến Dược nha. Bắn là đại liên bắn dây đó, dây về trăm viên là phạt đấy, là mà khi tổng lên đây đi. Hầm. Đây mình xem đây là cái cách mình đào đi đạo đây. Ngày xưa đào á, đào đi đạo trong cái thời Phong Kiến chống Pháp là năm 48 là đầu mình đào đi đạo rồi. Là cái thời đó đi đạo là mình đào, mình chưa thành lập gì hết, mình cứ tự ra xuống đào. Đào chủ yếu là giấu tài liệu cho người già, phụ nữ và trẻ em để ẩn tránh. Đó là chủ yếu là như thế. Khi Mỹ vào đồng khởi xảy ra thì khi Mỹ vào thì chúng ta mới phát động rộng rãi đào. Lúc đó chúng ta mới thành lập ra như thế này, thành lập ban lãnh đạo, thành lập ban chủ huy, rồi thành lập tổ để đào địa đạo. Mỗi một tổ đào địa đạo cách nhau khoảng 15 mét. Thì khi đào, trước tiên là đào miệng hầm lớn này, mình gọi là cái miệng Duyên Thúy. Mình đào xuống thì bên kia họ đào cũng giống vậy. Đào xuống cái độ sâu khoảng 3 mét, 2 mét rưỡi đến 3 mét rưỡi. Thì mình đào vô 1 mét, đào vô 1 mét xong mình đào qua hai bên. Thì mình định hướng từ bên đây đào bên kia đào trở lại đây. Thì hai người mới gặp nhau ở giữa, từ từ ráp lại cái thành tháp với nhau. Tổ này đụng tổ kia, tổ kia đụng tổ nọ, riết thành một cái hệ thống đường đạo dài. Mình đào như thế là suốt 20 năm trời rộng rã, từ năm 48 cho đến hết 1900 chúng Mỹ là khoảng 20 năm, vừa đào vừa chiến đấu. Thì đào chứ là bằng kia với cút thôi, chứ không có máy móc gì lúc bây giờ. Già trẻ trai gái, người lớn, người nhỏ đều tham gia đào hết. Trong 20 năm đào thì mình được đạt được thành quả là 250 km đường hầm. 250 km đường hầm đó thì nó nằm trên 6 xã của huyện Củ Chi này, 6 xã phía Bắc á. Tại những xã khác thì đất nó không đáp ứng để mình đào được đào. Đó, những cái đất của 6 xã đó đáp ứng nên mình đào được cái 6 xã thôi. Nó trong cái phạm vi đó là diện tích thì là diện tích của huyện Củ Chi là 42.610 hecta là lúc bây giờ. Thì trong đó thì đào nó nằm hết là 17.000 hecta rồi. Trong đó phạm vi 17.000 hecta là có cái địa đạo. Đào xong á mình chặt một cây tre, mình đặt xuống, mình đặt, mình chẻ làm hai, mình đục hết các mắt, mình đặt xuống nguyên 15 độ, rồi mình lắp đất lại, mình làm đó là lỗ thông hơi. Đất nếu còn dư thì mình đem đi đổ dưới sông, dưới suối để mình giấu đi cái lớp đất mới. Đó là trong quá trình mình đào đi đổ, cách đào đi đổ là như thế. Thật như chả may gã đùa. Ngày xưa là hữu kích rồi. Bà đen, thang rằng nóng tay bèo. Ngày xưa mai cũng đi hầm như thế này. Tất cả những cái hầm đều nó thông với nhau bằng cái đường đi đạo này. Đây là cái đường đi đạo. Nó thông với nhau xuống để đi nơi khác. Tất cả những căn hầm đều có thông với nhau. Nó xuống nhau thông đi đạo luôn. À đây, nó là cái nắp hầm. Nếu mà sát ra địch hay gì là mình chu chạy hầm như chú cuốn hả không? Đây là người ta bán đi. Bán đi. Các loại cỡ, có hết đầy đủ. Đây là một trong những nơi làm ra đôi dép lốp huyền thoại. Cả nhà mình xem ha, đây là cái đôi dép này là du kích của Chi mình mang suốt trong cuộc tranh chống Mỹ. Là chúng ta làm chủ yếu là bằng tay thôi, không có máy móc gì hết. Làm ra từ những cái vỏ xe như thế này. Nó cắt ra, cái vỏ xe này cắt ra phải lạng. Đây là lạng rồi phải làm cái đường này để cho được chống trơn. Còn cái này là mình dùng cái ruột của nó, cái ruột của chiếc xe đó mình làm luôn. Ngày xưa thì thường mình lấy hai cái cần tre mình kẹp lại mình làm cái đồ rút cái quai qua. Không có thì mình lấy hai cái muỗng mình kẹp lại mình rút được luôn. Đây là cách mình rút dép. Đi với mỗi người mang theo cái này, tại đi cái khi nó dướng nó ruột ra mình phải rút. Cái dép này nó trải qua nhiều cái tên gọi khác nhau. Đầu tiên nó gọi nó tên là dép Bình Trị Thiên. Năm 1947 ông đại tá Hà Văn Lâu ông gặp ông Sáu Đen, hai ông mới nghiên cứu
làm những đôi dép cắt bằng tay, em ra Việt Bắc tặng cho Bác Hồ, gọi là đôi dép Bác Hồ. Hiện tại bây giờ ở ngoài Bắc gọi dép này dép lốp hoặc là dép cao su, trong Nam gọi là dép râu, nó nhiều tên rồi. One bomb breaker. Cái này là cái hố bom B-52, nó chỉ thả một cái bom, là đây là một loại bom lớn của Mỹ. Trên một chiếc B-52 nó thả hai bên dây như thế này, một chiếc nó thả một dây. Hố này cách hố kia là khoảng 15-20 mét một hố, mà nó đi hai bên đường, hai bên rất là lớn. Trong chiến tranh thì cái diện tích của kia là 42.610 hecta, thì phải hứng chịu là nửa triệu tấn bom pháo các loại như thế này của người của kia không. Ngày xưa hết sau khi giải phóng, người dân Củ Chi đào mỗi một vuông đất này từ 3 đến 5 ký sắt. Đó. Vì mật độ sắt mà bơm pháo nó dày như thế, tất cả mọi sinh hoạt đều đa số được đặt dưới lòng đất. Ngày xưa. Đây là cái đây là một trong những cách đánh của mình nữa, đây là cái ổ chiến đấu. Đây là những lỗ chu mai đây, đó cái lỗ chu mai đó. À, đó là những lỗ chu mai. Ở chiến đấu này thì bố trí nhiều hơn, cái ụ thì có một người, còn ổ thì tới 3 đến 5 người. Giờ xuống đây chúng ta sẽ đi một đoạn đi đạo, thì chúng ta đi chắc có thể là đi 40 mét thôi, lên cái đường hầm bên đó. Trên nửa đường đi là 20 mét, nó có một đoạn nó lối lên đó, nếu ai đi không nổi thì cứ gọi lên nha. Tiếp theo anh hướng dẫn viên sẽ dẫn mọi người xuống tham quan hầm địa đạo. Đây là ban điện. Bây giờ là chúng ta nới rộng ra những cái hầm như thế này, và đưa xuống cái đường này nó rất là nhỏ ha. Và xưa nó khoảng cái chiều cao đó là 70 cm thôi. Bây giờ là khoảng 1m2 rồi. Mời mình qua đây rửa mặt rửa tay. Bếp hoàng cầm. Hoàng cầm là ngày xưa cái người ông này là người anh nuôi, ông tên là ông Hoàng Cầm. Rồi ông mới sáng tạo ra cái bếp này vào chiến dịch biên giới. Đến năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ là mình mới áp dụng cái bếp này rộng rãi trong toàn quân mình cho đến hiện tại bây giờ luôn. Sau này mình lấy cái tên ông Hoàng Cầm, mình đặt cái bếp tên là Hoàng Cầm. Bếp này nó có tác dụng là nấu dấu khói luôn đó. Xuống hầm dưới là sao khoan? Người ta đi xuống đi.
người ta đi vào trong đấy người ta trốn. Có cái bên xã đó tên. À đò 10 đò 10 hết đò 10 thì đây. Đò 10 đò Tam Tòa. Tam Tòa, đò 10. Nhưng mà chỗ Tam Tòa. À cái chỗ Tam Tòa. À Tam Tòa. Không nhỉ. Tam Tòa khỏi anh đây. Anh ơi, nấu ở đây mà. Cái hệ thống khói này nó cũng đơn giản rồi, chúng ta về, khi mình không biết thì ấy thì biết được rất đơn giản. Phải đo nó nhiều cái ụ như thế này nè. Ụ này cách độ kia khoảng 2 mét đó, nên sau lưng mình chứ mình có ngồi được. Người đi xa là ít nhất là khoảng từ 30 mét trở lên. Khói bắt đầu nó tản là đi con trai. Một số cái ụ này nó đầy cái qua ụ khác, một số thì nó từ từ nó hòa tan trong nguồn đất, một số nó bốc lên mặt đất rất ít như thế này. Đó là máy bay Mỹ nó không phát hiện được. Này là chú ý chấm máy bay thôi, chứ bộ binh thì đi tới sát bên thì họ thấy, còn mình chấm máy bay. Bây giờ mời đoàn mình bước qua bên ghế bàn đó ha, mình xin mình chỉ là những thân mình. Đi sang ăn đi, kiểu sẵn ngày xưa nghèo đói thì ăn hoài rồi. Mì với lại nước trà, nước trà của chi này nè. Trà xanh thì không, thì là trà lá dứa. Đi sang ăn đi con, khoai mì trứng muối vừng. Chị vô dừng luôn. Dạ vâng ạ. Ngày xưa đói em ăn nhiều quá, giờ sợ. Muối đậu phộng. Ngày xưa anh thường toàn ăn cơm với khói này. Ăn cơm, mời chúc. Mời chị. 582 tấm phân phối bán. Câu đi buôn nè. Đậu phộng. Em mua quạt này sao có cái lỗ này không mát, cái quạt đúng không em này, chị đừng có mê lỗ, em muốn lỗ. Cái lỗ mua quạt như em này, mực kẹp cũng ăn. Thế này có vẫn quạt luôn hả? Không có, này quạt vẫn hầm. Không, bây giờ xong rồi đi ra ngoài đi. Và đi ra đi về luôn. Hết rồi. Nhớ luôn. Đeo hai đợt thầm. Nó ở đây còn cái một cái khu nữa là khu bánh bánh dược á. Bánh dược. À cái đấy nó có giống như này không ạ? Dạ, bên dưới đó thì địa đạo nó cũng có địa đạo như thế này, nhưng mà nó có cái khu tế hình điện thống, nó có đền bánh dược, nó có hồ bông phỏng Phương Đông. Rồi thôi làm xong rồi ha. Chào tất cả cả nhà mình. Chào chị mình đi thẳng lối này đâu. Sau khi tham quan xong địa đạo Bến Đình thì mình tiếp tục di chuyển tới địa đạo Bến Dược.
nơi trưng bày các khí tài máy bay xe tăng của Mỹ. Anh đi ra cái gốc cây đi, anh mới chụp được em. À, đây là máy bay vận tải C-130. M48 Phantom. Đây, chiếc M13. Không còn gì hết. Đi đường nào thì là hố bom. Bắt đầu đi. Ra để đi ra. 5 phút đến cái xe chợ ấy. Cái xe gì đây? Cái xe đấu một xe. Xe này ngày xưa này chở bộ đội với lại chở bạn. Đi qua nhà ngày xưa 100 lít. 35 con hân hạnh đón chào quý khách đến tham quan khu tái hiện vùng giải phóng cũ xưa. Đây là cái hào nha, đường hào khác mà đường hầm khác nha. Đây là kê súng lên là bắn. Đứng ở đây kê súng lại bắn. Hiểu chưa? Cái hào khác, cái hào là lộ thiên, còn cái hầm ấy. Đây là một nhà dân, chủ nhân là một cán bộ phụ nữ xã, chồng đi bộ đội huyện. Nhà được lợp bằng tre, đinh hạt sen, cách đất, cột cây trên, chỉ ba gian, hai trái. Bên trong, chính giữa ngôi nhà có bài thờ gia tiên, phía trên có cây cờ mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Gia đình cũng tham gia hoạt động cách mạng và sinh sống bằng nghề sáng đánh, nấu rượu, chăn nuôi heo, gà, vịt. Ngôi nhà này được chính quyền cách mạng chọn làm điểm giao lưu để nhận và chuyển công văn, tài liệu, đưa đám cán bộ lên công tác từ nơi này đến nơi khác. Đây là rau sỏi, điểm đăng ký, quân.
này, ra đây mẹ cho xe ngày xưa uống nước này. Con lúa đó, ngày xưa con lúa đó. Con lúa. Ớt củ. Má củ. Cái buồng người ta này. Còn biết to chứ sao? Nghe người ta lấy cái đầu mẫu này bắt đầu là người ta làm kia. Chưa không? Ê, nhà ba gian hai trái học này. Đây cũng là một ngôi nhà của người dân có đời sống khá giả. Nhà lập nhớ ân vương, chủ nhân cũng ngôi nhà là người có tinh thần vô nước, ủng hộ cách mạng sống trong vùng giải phóng. Ba người nhớ đã gặp ngoái khác ở đây được chưa? Chủ nhân chưa xe biển trong người minh tấn tài liệu. Trung tâm ngôi nhà có tiền đời, đứng, xe và hoa màu các loại, một phần phục vụ cho đời sống của gia đình. Phần còn lại mang ra chợ vùng giải phóng tới thật xe để nhà thấy, mang thịt, thực phẩm giúp uống. Trong đây là cái buồng này này. Đấy, thì chưa ở đây là nhà của người ta đằng trước và phòng khách, đằng sau này là buồng này. Buồng ngủ ở trong này này. Đấy, ngày xưa đây này, khách đưa đến đây xong rồi ngồi rửa tập rồi uống rượu này, còn phòng ngủ là trong cái đèn này này. Rau ấy này này. Ngày xưa khách ở nhà là uống nước ở đây này chứ không có nước lọc như mình. Rau. Rau quê, chạy quê. Mốt, rau mốt. Nước, ủ rau mốt, ăn hàng ram đi. Nước này có thằng bú lợn này vậy. Tiền đâu vậy? Thâm bổ lượng. Bánh lọ. Có hai ly bánh lọ. Khi mình có bát nước vậy, thịt lọ. Rau mốt là rau ở dưới sống ở dưới nước rồi em. Rau bắp nấu. Rau mắp dai. Mua của khoai lang này. Em mua đi. Để xem. Cả tiền nước cho mẹ con đi ba uống nước không? Những cái kinh ở đây là người ta bán. Còn cái chỗ kia là đồ giả đó.
đấy. Anh phải ra hỏi mấy cái đứa bắn này.